Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Vui phát sóng hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, táo bón chính là bệnh lý đường tiêu hóa phổ biến nhất hiện nay. Táo bón lâu ngày để kéo dài không sớm điều trị sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sống, gây tình trạng lệ thuộc vào thuốc nhuận tràng, làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm và là yếu tố thuận lợi để thúc đẩy bệnh trĩ xuất hiện. Nếu đang bị bệnh trĩ sẽ làm bệnh tăng nặng thêm. Vậy đâu là cách điều trị táo bón tại nhà hiệu quả? Thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm lời giải đáp qua phần chia sẻ của chuyên gia Phạm Hưng Cùng. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ chuyên gia. Xin chào quý vị khán giả và ban biên tập chương trình. Tôi năm nay hơn 60 tuổi. Tôi bị táo bón nhiều năm, khó chịu. Mỗi lần đi vệ sinh, nó đau rát, nhiều khi còn chảy máu. Tôi cũng đã điều trị nhiều cách và điều chỉnh cả chế độ ăn, rồi tập luyện. Tôi dùng cả thuốc Tây, thuốc Nam để điều trị táo bón và nhuận tràng nhưng mà không mang lại hiệu quả, dừng lại thì nó lại bị lại. Uống thuốc Tây thì là bị tiêu chảy, mà dừng lại thuốc thì lại bị táo bón. Táo bón của tôi ngày càng tăng nặng, nó đau và nó đầy bụng, và ăn uống thì nó không được ngon miệng, nó rất là mệt mỏi. Bị táo bón lâu ngày là đã gây cho tôi là cái bệnh trĩ độ 3, mà nó lại đau rát này, chảy máu này, còn xa buồng trĩ này. Tôi rất muốn bác sĩ tư vấn và hướng dẫn cho tôi điều trị táo bón tại nhà hiệu quả và lâu dài và an toàn, cũng như có cách nào để cải thiện luôn cái trĩ độ 3 của tôi được không? Thưa chuyên gia Phạm Hưng Cùng, trước tiên cho phép chúng tôi được gửi lời cảm ơn khi chuyên gia Phạm Hưng Cục đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là những câu hỏi mà quý vị khán giả đang rất là thắc mắc. Thưa chuyên gia, táo bón là tình trạng mà ai cũng có thể gặp phải. Tuy nhiên là người cao tuổi thì sẽ dễ mắc táo bón hơn, nặng hơn và kéo dài hơn so với người trẻ tuổi. Tại sao lại có cái tình trạng như thế này? Và xin chuyên gia cho biết là triệu chứng để người bệnh có thể nhận biết mình đang gặp phải tình trạng táo bón là gì ạ? Trước hết ta phải hiểu táo bón là gì. Mà bệnh lý táo bón là khi trong một tuần cái người ấy đi ngoài dưới 2 lần thì lúc ấy là có thể gọi là táo bón. Cũng có một số trường phái ấy, thì phải gọi là dưới 3 lần thì gọi là táo bón. Ở đấy thì có thể đấy nằm trong khoảng ấy. Nhưng mà cái chuyện ấy nó kéo dài trường diễn, kéo dài hàng tháng, thậm chí là hàng năm, thì lúc ấy người ta gọi là táo bón mãn tính. Đối với người cao tuổi ấy thì cái bệnh lý táo bón nó cũng tăng lên nhiều. Đó, thứ nhất là ăn uống không khoa học này. Cái thứ hai là bị các cái bệnh lý nền, cho nên uống những cái thuốc khác. Rồi từ đấy nó cũng dễ gây cái táo bón. Và thứ ba nữa là cái hệ thống tiêu hóa của họ cũng kém, cho nên cũng dễ tới cái táo bón. Và đặc biệt nữa là người già. Thì đặc biệt là người già mà lại sức khỏe yếu thì lại ngại vận động và không vận động. Mà ngại vận động, không vận động thì nó trì trệ cái nhu động ruột, nó cũng kém. Vì thế cho nên cái tỷ lệ người cao tuổi bị bệnh lý táo bón nó nhiều hơn, nó nặng hơn và càng ngày càng có xu hướng tăng hơn. Và khi mà có táo bón đó, thì có nhiều cái biểu hiện, ví dụ như là đau bụng này, rồi là đầy bụng này, rồi có thể ghé lấy trướng bụng này, khó chịu này, ập mạch này. Và tiêu chí quan trọng nhất là cái số lần đi ngoài trong một tuần, như tôi nói là dưới 2 hoặc 3 lần. Và phân thì rắn, và đặc biệt là khi đi ngoài là phải dặn. Và có những cái trường hợp thậm chí muốn đi ngoài nhưng đi ngoài thì lại không hết phân, đi ngoài khó, đi xong vẫn như chưa muốn đi. Rồi từ đấy tức là ảnh hưởng tới cái suy nghĩ lo lắng, rồi chất lượng công việc nó không tốt, sức lực cuộc sống nó cũng không tốt. Thì đấy là những cái triệu chứng cũng như những cái nguyên nhân và cơ chế của cái bệnh lý táo bón mà hôm nay chúng ta trao đổi. Vậy thì thưa bác sĩ, táo bón lâu ngày sẽ gây ra những hậu quả như thế nào, và vì sao táo bón lại có thể gây ra bệnh trĩ và làm tăng nặng bệnh trĩ ạ? Táo bón lâu ngày thì không phải là nguy cấp, nó nặng lên nó có thể gây nên cái tử vong, nhưng mà nó cũng gây nên nhiều cái phiền toái. Thứ nhất là từ táo bón sẽ dẫn tới bệnh trĩ, thậm chí có những tác giả người ta đã nói là nguyên nhân chính của cái trĩ đấy là
táo bón. Cái thứ hai là có một số những cái trường hợp tiểu bón lâu ngày ấy, thì khi mà đi ngoài nó phải dặn, nó phải tác động cơ học tới cái vùng hậu môn, cho nên là gọi là bệnh lý là nứt kẽ hậu môn. Rồi từ cái chỗ nứt kẽ hậu môn ấy thì nó có thể là viêm nhiễm, nhiễm trùng, và từ đó nó có thể gây thêm một cái bệnh lý khác mà chúng ta cũng quan tâm, đó là giò hậu môn. Ngoài ra táo bón kéo dài thì phân, cái bã phân đó, nó lưu lại trong đại tràng lâu, cho nên là cả cái chất độc nó có thể là ngấm vào trong cơ thể lâu ngày, nó có thể gây độc cho cơ thể, đặc biệt đối với người cao tuổi và trẻ em đó, thì nó gây cái rối loạn cái tiêu hóa, cho nên là kém hấp thu, cho nên từ đấy ảnh hưởng tới cái sự sinh trưởng phát triển cũng như là sức khỏe của trẻ em và người già. Thì cái cơ chế tại làm sao thì ta biết là cái phần hậu môn trực tràng ấy, ở đấy thì cách cái hậu môn khoảng 3 cm lên phía trên hay là phía trong ấy, thì có một cái gờ, ta gọi là gờ lược. Trên cái gờ lược ấy có một đám rối gọi là đám rối tĩnh mạch trĩ trong, và dưới cái gờ lược cũng có một đám rối tĩnh mạch, người ta gọi là đám rối tĩnh mạch trĩ ngoài. Thì bình thường á thì cái đám rối tĩnh mạch ấy nó nằm lớp thấp dưới cái lớp niêm mạc, nhưng khi do bất cứ một cái nguyên nhân gì, và đặc biệt là do nguyên nhân táo bón thì là phải dặn áp lực trao ủ của thân hình lâu ngày thì làm nó giãn các cái đám rối tĩnh mạch ấy, rồi từ giãn thì gây nên xa xuống các cái đám rối tĩnh mạch ấy, và khi giãn và xa các cái đám rối tĩnh mạch trĩ trong và đám rối tĩnh mạch trĩ ngoài thì lúc ấy gây nên bệnh lý là trĩ. Chính vì vậy để mà tránh các cái bệnh lý trĩ thì chúng ta cần phải quan tâm, để nếu như có những cái dấu hiệu của táo bón thì cần phải được đi khám, được chẩn đoán, được điều trị một cách bài bản khoa học, để mà gì, vừa giải quyết được cái táo bón, vừa giải quyết được cái tiêu hóa, nhưng đồng thời cũng giải quyết được cái hậu quả là bệnh lý trĩ. Thưa bác sĩ, vậy thì đâu là cái giải pháp khiến cho người bệnh có thể tự điều trị ở nhà một cách an toàn và hiệu quả nhanh ạ? Để mà giải quyết vấn đề táo bón tại nhà thì chúng ta phải sử dụng một loạt các cái biện pháp. Đầu tiên là vấn đề ăn uống, là tránh ăn quá nhiều chất đạm, nhiều thịt. Nhiều chất đạm quá cũng gây táo bón thì ta phải cân đối, nhưng mà lại tăng cường cái rau củ quả. Tại sao? Là vì trong rau củ quả thì nó nhiều cái chất xơ, do đó nó cũng để giúp cho giảm được cái táo bón, và giảm được táo bón tức là giảm được trĩ. Cái thứ ba là cũng có một cái chế độ vận động. Tuy là các cụ già là sức yếu thì phải chọn một cái môn vận động như phù hợp. Tôi nói ví dụ như là buổi sáng đi bộ cũng là tốt. Đồng thời chúng ta có thể sử dụng các cái thảo dược, đương quy này, rồi như là hoa hòe này, diệp cá này, rồi nghệ ở dạng Mediva này, vân vân. Thì những cái hoạt chất trong các cái thảo dược ấy đều giúp cho giải quyết được vấn đề là táo bón, đồng thời nó cũng khắc phục được, nó cũng giải quyết được các cái triệu chứng của bệnh lý trĩ từ gốc rễ triệu chứng cũng như là nguyên nhân gây bệnh. Nhưng mà với một cái liệu trình á thì ít nhất là phải 3 cho đến 6 tháng. Tại làm sao? Là vì bệnh lý trĩ là một bệnh lý qua một cái thời gian, một quá trình lâu dài thì nó mới hình thành. Vì thế cho nên bây giờ để cho nó trở lại cũng cần một thời gian, cho nên cũng phải dùng một cái liệu trình từ 3 đến 6 tháng. Để cho có cái kết quả tốt á, thì theo cái y lý của y học cổ truyền á, là trong uống ngoài bôi thì nó phối hợp, cái hiệu quả nó cao hơn. Thì ngoài cái việc uống rồi thì dùng cái dạng gel để bôi, thì một ngày có thể bôi khoảng 2 đến 3 lần. Sau khi làm vệ sinh thì chúng ta bôi vào thì sau 5 phút á, thì nó khô luôn, nó xe luôn, không có ngại gì cả. Cái tác dụng nó làm giảm mà cái kháng viêm ở cái vùng hậu môn trực tràng, đồng thời nó lại giảm cái khó chịu, rồi làm mát và làm dịu, và từ đấy thì có thể giúp cho cái những cái cảm giác như là khó chịu, như đau, như rát, vân vân, nó giảm đi, và nếu như có bội nhiễm thì nó cũng giải quyết được sớm hơn. Và cái bộ thảo dược thì có thể dùng lâu dài và an toàn cho trẻ em, người già cũng như là phụ nữ có mang.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trị Vương được bào chế từ các dược liệu thiên nhiên như diếp cá, đương quy, hoa hòe và đặc biệt chứa nghệ dạng Meriva. Sản phẩm được dùng cho người bị bệnh trĩ, nhất là người bị chảy máu, sa bù trĩ, viêm nứt hậu môn, giúp hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, hỗ trợ làm dịu nhanh các cơn đau rát khó chịu của bệnh trĩ. Sản phẩm còn giúp hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón. Đặc biệt An Trị Vương có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trị Vương xua tan nỗi lo bệnh trĩ, táo bón. Hiệu quả đã được chứng minh tại Viện Y học cổ truyền Trung ương. An Trị Vương nay đã có thêm dạng gel bôi. Tình trạng táo bón của tôi được kéo dài nhiều năm kèm theo cái chế độ 3 đã khiến tôi rất là mệt mỏi. Nhưng sau khi đi khám thì bác sĩ khuyên là điều trị nội khoa bằng thảo dược. Sau khi sử dụng 5 ngày thì tình trạng táo bón của tôi được cải thiện rõ rệt và tôi duy trì tiếp thêm hơn 1 tháng nữa thì tình trạng đi vệ sinh dễ hơn rất nhiều. Đặc biệt ý, dùng cái dạng gel bôi ý, thì cũng giúp cho tôi cải thiện đáng kể khi đi vệ sinh thì không còn đau rát và không chảy máu và cái bú trĩ là cũng nhỏ đi đáng kể. Và hiện tại tôi cũng đang kiên trì sử dụng để điều trị cái táo bón và cái chế độ 3 của tôi. Xin được cảm ơn những lời khuyên rất hữu ích đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Nếu quý vị và các bạn có thắc mắc thì hãy vui lòng gọi điện tới tổng đài miễn cước của chúng tôi với số 1800 558889 hoặc số hotline 0896 509 509. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư về hòm thư sungkhoeacong.bacsitưvấn.vn hoặc chi tiết hơn hãy tham khảo tại website bacsitưvấn.vn. Một lần nữa, tới đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. An Trị Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trị Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.